Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Một bà bác sĩ đã bị bắt vì bán thuốc COVID và làm thẻ chích ngừa giả. Một nữ bác sĩ tại California đã trở thành người đầu tiên tại Hoa Kỳ phải đối mặt với cáo trạng liên bang về tội giả mạo chữa trị COVID-19 bằng kháng thể và làm giả thẻ chích ngừa. Bà Julie A. Mezzi, 41 tuổi, sống tại Napa, chuyên quảng cáo bán dược thảo thiên nhiên, đã bị bắt ngày thứ Tư và bị truy tố tội gian lận tài chính và một tội đưa ra hướng dẫn sai trái liên quan đến y tế, theo thông cáo của Bộ Tư pháp. Nhà chức trách được thông báo về hành động của bà Mezzi hồi tháng Tư, khi một người gọi vào đường dây liên lạc của phòng thanh tra thuộc Bộ Y tế. Người đưa tin nói rằng nhiều thân nhân của người này đã mua các viên thuốc từ một bác sĩ được cho là có chứa virus COVID-19 có thể giúp hệ miễn dịch của cơ thể tự tạo ra kháng thể. Ngoài việc bán thuốc, thì bà Mezzi còn cung cấp cho khách hàng các thẻ chích ngừa COVID-19 và hướng dẫn khách hàng điền thông tin giả vào thẻ, nói rằng họ đã được chích ngừa bằng thuốc Moderna. Bà Mezzi còn bảo đảm với khách hàng rằng các viên thuốc của bà sẽ cung cấp kháng thể suốt đời để chống lại COVID-19. Nữ bác sĩ nói loại thuốc ngừa COVID của bà đã được FDA phê chuẩn và nói trẻ em cũng nên uống thuốc. Cáo trạng đối với bà Mezzi được công bố vào vài tháng sau khi FBI khuyến cáo rằng việc làm giả thẻ chích ngừa là một tội liên bang và sẽ bị trừng phạt mạnh tay. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì nhân viên giao hàng DoorDash đã lấy tay chọc và bỏ mảnh giấy vào đồ ăn của cảnh sát đặt mua. Hôm thứ Tư ngày 14 tháng 7, NBC News đưa tin về vụ việc một người giao hàng của DoorDash đã thọc tay và nhét một mảnh giấy vào thức ăn trước khi giao chúng tới một sở cảnh sát ở Brooklyn, New York. Đoạn video được phát tán trên mạng xã hội Facebook cho thấy người giao hàng này đã mở nắp một hộp đồ ăn của tiệm Tripod và lấy ngón tay để đưa mảnh giấy với nội dung hy vọng chúng ngon miệng vào bên trong thức ăn. Được biết thì vụ việc xảy ra vào hôm thứ Hai đầu tuần, viên cảnh sát đặt món ăn này đã vứt bỏ phần ăn vào thùng rác sau khi phát hiện tờ giấy bên trong. Phía DoorDash cho biết rằng họ đã đuổi việc nhân viên giao hàng nói trên và đã liên hệ với sĩ quan cảnh sát để xin lỗi. Đại diện phía nhà hàng Tripod, bà Lori Stralo nói rằng hành động của người giao hàng kia là điều không thể nào biện hộ và chúng tôi đòi hỏi là công ty đối tác giao hàng của chúng tôi phải loại bỏ cá nhân đó ra ngoài danh sách cung cấp dịch vụ. Sở Cảnh sát New York cho biết rằng nhân viên giao hàng trên hoàn toàn có thể bị truy tố tội hình sự với tội danh cố tình gây nguy hiểm cho người khác. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đàn ông có vũ trang đã bị bắt tại tòa nhà liên bang. Một người đàn ông mặc áo chống đạn đã bị bắt khi đang tìm cách đi vào một tòa nhà liên bang ở trung tâm Los Angeles sau khi một lượng lớn vũ khí được tìm thấy trong xe của ông ta. Người đàn ông này đã lái một chiếc xe tải và định chạy vào bãi đậu xe của tòa nhà Rainbow Federal Building trên đường Temple thuộc khu trung tâm thành phố LA vào sáng thứ Tư. Nhân viên canh gác thuộc lực lượng bảo vệ liên bang nhìn thấy một khẩu súng trong xe của người đàn ông này và chặn ông ta ngay tại cổng vào của bãi đậu xe. Theo Bộ Nội an, chiếc xe sau đó đã bị khám xét và bị phát hiện đang chở nhiều khẩu súng đã nạp đạn cùng nhiều con dao. Người đàn ông cũng được xác định là đang mặc áo chống đạn. Người này đã lập tức bị tạm giữ. Cơ quan bảo vệ liên bang FBS đang điều tra sự việc với sự hỗ trợ của FBI và Sở Cảnh sát Los Angeles. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một ông gốc Việt buôn lậu điện thoại giả ở Lido Đô Sài Gòn đã bị 2 năm tù và phạt 250.000 đô la. Một ông gốc Việt ở Laguna Hills bị kết án 2 năm tù vì tội nhập cảng linh kiện điện thoại di động giả có văn phòng ở Westminster rồi bán là hàng thật, theo nhật báo The Orange County Register nói vào hôm thứ Hai 12 tháng 7. Ông Lê Hưng Chấn hôm thứ Sáu tuần trước còn bị chánh án liên bang ra lệnh nộp phạt 250.000 đô la sau khi nhận tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ
qua việc buôn lậu hàng giả, giới chức cơ quan quan thuế Hoa Kỳ cho hay trong thông cáo báo chí. Ông Trấn cùng với vợ đã làm chủ Easy Electronics ở Westminster. Công ty bán sỉ đã bị cơ quan công lực khám xét nhiều lần. Hôm thứ Hai, luật sư của ông Trấn từ chối cho biết ý kiến về bản án dành cho ông ta. Trong 6 năm thì ông Trấn chuyển trên 72 triệu đô la cho công ty ở Hồng Kông và vài nơi khác ở Trung Quốc để mua linh kiện điện thoại di động giả, vài món mang nhãn hàng của Apple, Samsung, T-Mobile, Verizon và các công ty công nghệ khác, theo hồ sơ tòa án. 3 chuyến hàng linh kiện điện thoại di động giả gửi cho Easy Electronics đã bị đặc vụ liên bang chặn lại vào năm 2010 và 2011. Các giới chức tịch thu hơn 11.700 món linh kiện điện thoại di động giả trị giá trên 1.7 triệu đô la khi khám xét công ty này vào năm 2011 và 2012. Đáp lại, ông Trấn đã mở hộp thư dưới tên công ty giả ở Oklahoma và Texas để tránh bị giới chức quan thuế theo dõi. Các công tố viên cho biết hàng giả được ông Trấn bán thông qua nhiều tài khoản eBay khác nhau. Hồ sơ cho thấy khi bị các nhà điều tra thẩm vấn thì ông Trấn thừa nhận đã quảng cáo bịa đặt đó là hàng thật và cho hay: "Tôi biết làm vậy vẫn là xấu, nhưng tôi đâu có bán nguyên một cái iPhone giả đâu." Năm 2016 thì ông Hongwei Nick Yu, một trong những người cung cấp hàng cho ông Trấn, đã nhận tội làm hàng giả và rửa tiền. Theo thỏa thuận với các công tố viên thì ông Yu thú nhận đã bán cho ông Trấn số linh kiện điện thoại di động giả trị giá ít nhất là 18 triệu đô la. Ông Trấn bị bắt vào hồi tháng 4 năm 2019, rồi nhận tội vào tháng 11 năm 2020. Lẽ ra ông có thể bị tù tối đa hơn 45 năm, theo các công tố viên. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì lũ lụt kinh hoàng đã cuốn trôi nhà cửa châu Âu, 42 người chết. Trận lũ lụt kinh hoàng được báo chí Anh mô tả như ngày tận thế đã gây thiệt hại nghiêm trọng tới một phần châu Âu, cuốn trôi xe cộ, làm sập nhà cửa và làm 42 người thiệt mạng. Theo Telegraph, ít nhất 42 người chết và hàng chục người khác mất tích sau khi các trận bão gây ra các đợt lũ quét, cuốn trôi nhà cửa, gây tàn phá nghiêm trọng các phần ở phía tây của nước Đức và nước Bỉ. Vào tối muộn ngày 14 tháng 7 thì có 6 ngôi nhà ở thị trấn Sulbi-Adino, huyện Eifel, gần biên giới phía tây của Đức đã bị sập, làm 4 người chết. Chính quyền Eifel sáng ngày 15 tháng 7 cho biết họ chưa rõ bao nhiêu người đã mất tích ở khu vực này, nhưng ước tính khoảng 50 người. Thủ tướng Đức là Angela Merkel cho biết bà bị sốc vì trận lũ lụt. Bà gọi hiện tượng thời tiết này là thảm họa. Nhiều ngôi làng và thị trấn ở khu vực bị cô lập hoàn toàn sau khi đê sông bị vỡ. Telegraph mô tả đây là trận lũ lớn nhất trong nhiều năm qua và gây ra cảnh tượng tan hoang như ngày tận thế. Cảnh sát cho biết rất nhiều người đã mất tích, trong khi đó những người khác phải trèo lên mái nhà để chờ đợi được cứu. Lũ lụt nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương Đức đã phải phát đi cảnh báo rằng đập ở khu vực Rhenbeck có thể có nguy cơ bị vỡ. Các ngôi làng ở Oberdries và Niederdries đã được di tản. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo những trận bão cực đoan hơn có thể diễn ra ở khu vực miền Trung và phía Tây của nước Đức, với lượng mưa có thể lên tới 200 lít nước trên 1 mét vuông. Ngoài ra, Bỉ cũng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong và trận lũ lụt kinh hoàng. Bỉ đã tuyên bố báo động đỏ về mưa lũ sau khi nhiều bờ sông đã bị vỡ và xe hơi bị cuốn trôi dọc các tuyến phố. Khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là tỉnh phía đông Limburg và thành phố Liège nằm gần Hà Lan và Đức. Quân đội Bỉ và lực lượng dân phòng đã được huy động để bơm nước, cứu người và sửa sang lại đê điều. Tại Séc và Hà Lan, một số khu vực đang đối mặt với lũ quét. Tại Thụy Sĩ, chính quyền nâng cao cảnh báo lũ lụt tại hồ Lucerne lên mức cao nhất. Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì cháy rừng tại Oregon lớn nhất nước Mỹ đã thiêu rụi hơn 200.000 mẫu tây, 16.000 lính cứu hỏa chiến đấu với 70 đám cháy khắp miền Tây. Một trận cháy rừng đang hoành hành tại tiểu bang Oregon hiện là trận cháy rừng lớn nhất trên toàn quốc.
thiêu rụi hơn 201.000 mẫu Tây khắp tiểu bang, theo các viên chức cho biết vào hôm thứ Ba 13 tháng 7 năm 2021, qua tường thuật của đài CBS News. Trận cháy có tên là Bootleg Fire đã bắt đầu tại quận Klamath hôm 6 tháng 7, buộc các viên chức phải đặt hơn 100 căn nhà vào lệnh di tản bắt buộc. Tính tới thứ Ba thì trận cháy đã đốt cháy 54 kiến trúc và 21 căn nhà, theo đài KOIN địa phương của hệ thống CBS cho biết. Nguyên do của vụ cháy hiện chưa được biết. Các viên chức cứu hỏa nói rằng ngọn lửa sẽ tiếp tục lan tới các khu vực với nhiệt độ cao hơn trung bình và sẽ chỉ được tăng thêm bởi mặt đất khô và gió mạnh. Theo KOIN tường trình, các cư dân sống trong các khu vực với mức độ di tản cao nhất đối diện với các trừng phạt hay bị bắt, theo cảnh sát nói. Tính tới tối hôm thứ Ba thì có 3 đám cháy khác trên toàn tiểu bang: đám cháy Jack Fire tại quận Douglas và đám cháy Grandview Fire gần Crooked River National Grassland của Oregon và đám cháy Brewer Fire gần Detroit. Đám cháy Jack Fire đã đốt cháy hơn 12.500 mẫu Tây và 15% được kiềm chế. Trong khi đó, đám cháy Grandview Fire đã thiêu rụi hơn 5.700 mẫu Tây và mới chỉ kiềm chế được 5%, theo KOIN. Tại California, đám cháy Big Gold Complex, kết hợp của hai trận cháy tại rừng Plumas National Forest, đã thiêu rụi hơn 90.000 mẫu Tây tính tới tối hôm thứ Ba. Mùa cháy này đang gợi nhớ mùa cháy năm 2020, là năm tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với các trận cháy rừng tại California. Năm nay, gấp đôi diện tích đã bị thiêu đốt. Theo bản tin khác của CBS News, vào hôm thứ Tư 14 tháng 7 năm 2021, thì hơn 16.000 lính cứu hỏa đang cố gắng kiềm chế hơn 70 đám cháy rừng khắp miền Tây, gồm đám cháy rừng Backwood Complex mà đã thiêu rụi hơn 95.000 mẫu Tây vào sáng thứ Tư, theo Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ cho hay. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì biến thể Delta lây cho người chưa chích ngừa, bệnh nhân COVID-19 đã gia tăng. Biến thể Delta lây lan mạnh ở những nơi chưa chích ngừa tại Mỹ, khiến số người nhiễm cũng như phải vào bệnh viện chữa trị COVID-19 tăng lên cao, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu loan báo theo CNBC vào hôm thứ Ba 13 tháng 7. Trên cả nước, số ca COVID-19 đang tăng trở lại giữa lúc biến thể lây lan rất mạnh này sắp trở thành chủng virus corona phổ biến nhất ở Mỹ. Số ca mới trung bình một ngày trong tuần qua tăng lên khoảng 23.300, cao hơn gần gấp đôi so với tuần trước đó, theo dữ liệu của Johns Hopkins University. Thời gian qua, thì giới chức y tế cũng như bác sĩ luôn hy vọng tỷ lệ chích ngừa cao trong số những người dễ nhiễm bệnh nhất sẽ giúp ngăn chặn nguy cơ số người phải vào bệnh viện chữa trị COVID-19 tăng. Tuy nhiên, đến nay hy vọng đó chưa trở thành hiện thực. Các bác sĩ cho hay trong buổi họp qua điện thoại do Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ tổ chức vào hôm thứ Ba. Số người vào bệnh viện, số người nằm phòng chăm sóc đặc biệt ICU và số người chết đều đi sau số người nhiễm bệnh. Do đó, chúng tôi dự trù những con số đó sẽ tiếp tục tệ hơn rất nhiều trong 2-3 tuần tới. Bác sĩ Andrew T. Pevia, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm nhi đồng ở University of Utah School of Medicine nói trong buổi họp. Sau vài tuần giảm, thì số ca nhiễm đang tăng trở lại ở nhiều nơi khắp cả nước. Bác sĩ Jay Butler, phó giám đốc bệnh truyền nhiễm Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC nói trong buổi họp. Rất tiếc số ca nhiễm đó khiến số người phải vào bệnh viện tăng theo, ông Butler nói. Trong lúc lây lan khắp nước Mỹ, biến thể Delta tấn công đặc biệt mạnh mẽ những tiểu bang có tỷ lệ chích ngừa thấp. Được xác nhận lần đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 10 năm ngoái, thì biến thể này hiện đang lan nhanh ra hơn 100 quốc gia khắp trên thế giới và dự trù vài tuần nữa sẽ trở thành chủng virus corona phổ biến nhất ở Mỹ. Số ca COVID-19 ở Missouri, Arkansas, Nevada, Utah và Florida đang tăng nhanh hơn những tiểu bang khác trong mấy tuần qua. Số người nhiễm và số người phải vào bệnh viện là cao nhất ở vùng quê, nơi tỷ lệ chích ngừa rất thấp, theo bác sĩ Pavia. Đến nay thì khoảng 80% người Mỹ trên 65 tuổi, nhóm người có nguy cơ cao nhất, đã chích ngừa đủ liều
giúp làm giảm tỷ lệ vào bệnh viện. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa biết biến thể Delta khiến bệnh nhân bệnh nặng hơn chủng virus gốc hay không. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thông tin cập nhật về đợt phát tiền sắp tới của tiểu bang. Hàng triệu người California sẽ có đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ trong đợt phát tiền thứ hai của chương trình Golden State Stimulus của tiểu bang. Đợt phát tiền sắp tới được gọi là Golden State Stimulus 2 được thông qua trong kế hoạch ngân sách 100 tỷ Mỹ Kim vừa được ký bởi Thống đốc Gavin Newsom nhằm thúc đẩy sự hồi phục kinh tế tại California sau một năm đóng cửa vì đại dịch. Theo kế hoạch thì những người đủ điều kiện sẽ được nhận 600 Mỹ Kim và những người có người phụ thuộc sẽ nhận thêm 500 Mỹ Kim nữa. Ngoài ra, những người đã được phát tiền trong đợt cứu trợ Golden State Stimulus hồi đầu năm và người phụ thuộc của họ sẽ được phát thêm $500 hoặc $1,000 nữa, theo cơ quan thuế Franchise Tax Board của California cho biết. Nhà chức trách ước tính khoảng từ 2 trên 3 người ở California sẽ được nhận tiền từ chương trình Golden State Stimulus do số tiền này được phát dựa trên hồ sơ thuế năm 2020. Nhưng người chưa khai thuế thì cần phải khai thuế trước hạn chót là ngày 15 tháng 10 để được xem xét phát tiền. Tiền cứu trợ dự kiến sẽ bắt đầu được gửi vào tháng 9. Để đủ điều kiện nhận tiền cứu trợ thì người dân phải sống tại California trong phần lớn năm ngoái, vẫn tiếp tục sống tại tiểu bang, có thu nhập dưới 75.000 Mỹ Kim và không phải là người phụ thuộc của một người khai thuế nào khác. Người này cũng phải có số an sinh xã hội hoặc mã số thuế cá nhân. Trong 6 triệu người đã nhận được tiền cứu trợ hồi đầu năm, trong đợt phát tiền Golden State Stimulus 1, một số người có thể cũng sẽ được phát tiền lần thứ hai. Những người có số SSN có ít nhất một người phụ thuộc sẽ đủ điều kiện để được phát thêm 500 Mỹ Kim. Người có số ITIN và có ít nhất một người phụ thuộc có thể được phát thêm 1.000 Mỹ Kim. Không giống liên bang, chương trình cứu trợ tiểu bang sẽ không mở rộng cho các hình thức khai thuế khác nhau. Điều này nghĩa là những đôi vợ chồng khai thuế chung và những người khai thuế với tư cách là người chủ của gia đình cũng bị giới hạn thu nhập là 75.000 Mỹ Kim để có thể nhận tiền cứu trợ. Tuy nhiên, các đôi vợ chồng khai thuế riêng có thu nhập tối đa 37.500 Mỹ Kim mỗi người thì có thể được trợ cấp là 300 hoặc 500 Mỹ Kim nếu họ có ít nhất một người phụ thuộc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.